Đây là sân chơi của tao, lịch của tao. Cái thằng mà đầu lợn mà ốc, cái thằng mà đầu lợn ốc heo như mày mà học hành cái gì? Ôi giời ơi, cô giáo kinh khủng, cô giáo tiền. Mấy ngày nay dư luận cộng đồng mà đang xôn xao cái chuyện đó, là cái chuyện mà đụ ngựa cô giáo mà dạy tiếng Anh mà giang hồ và côn đồ mà chửi học trò mà như một con chó. Thì clip này em cũng xin trân trọng gửi đến cô giáo tiền à cô à, cô dạy, cô là đại giáo có bằng đại học mà cô dạy học sinh mà cô nói chuyện đụ má cô mất dạy gì cô. Ôi giời ơi, cô mất dạy kinh khủng mà cô cũng đứng trên ghế nhà trường mà cô chỉ những học sinh mà cô chửi những cái danh từ mà tao nói y chang dân chợ búa. Cô xin mày mày tao tao, ôi giời ơi, cô mất dạy kinh khủng. Em coi cái clip của cô thật sự em rất là buồn cho cái ngành sư phạm, và thật sự em rất là buồn cho một cô giáo làm ô uế nhà báo Việt Nam của em như là cô. Cô quá là mất dạy kinh khủng. Cô đặt ra một cái luật nào mà phạt 100 ngàn khi mà đi tới trễ hoặc không làm bài cô chơi lực của cô, và cô còn nói sân chơi này là của tao. Ôi giời ơi, cô giang hồ thì cô ra cô giải mấy thằng giang hồ chứ cô đừng có giải tiếng Anh làm gì cho nó ô uế danh giọng người phụ nữ. Cô nín lồn kinh khủng. Ôi giời ơi, có ai mà như cô đâu, một cô giáo công dung ngôn hạnh hay là một cô giáo có đức có hạnh đàng hoàng mà chớ cô dạy học trò mà cô chửi những danh từ nghe nó thô bỉ thô tục nha. Bây giờ muốn làm giáo viên hay là muốn làm đĩ thì nói gì chị giúp cho một giá. Ôi giời ơi, làm giáo viên mà ăn nói kinh khủng, ăn nói mất dạy, ăn nói hồ đồ thế này là ai mà chứng kiến cho cô mà cái ngành sư phạm mà đưa cô vào dạy học nha. Tôi nói từ tiếng Bạc mà sang cái tiếng Huế luôn, cái con đi cho cô giáo tiền là một con đi cho đù nha. Cô có đù mà cô giang hồ quá thì cô giang hồ cô sống chứ cô đừng có đừng lồn mà tránh để mà cô trời học trò bằng những danh từ mất dạy nha cô. Em nghe như vậy là không có được nha cô. Cô đừng lồn, cô phát ngôn những cái danh từ cô chửi học trò bằng những danh từ thô bỉ, cô làm ảnh hưởng cái thuần phong mỹ tục của những người phụ nữ Việt Nam ha. Cô đừng lồn kinh khủng, gặp mà em như thằng đó mà cô chửi em như thế này mà em mà lên cơn khùng là em tát mèo cái lồn của cô bá chục thước nha cô. Các bạn chia sẻ clip này giùm tôi gửi cho cô giáo tiền mà dạy tiếng Anh nhé. Cô này là cô mất dạy, cô này không phải là cô giáo mà cô này là cực kỳ mất dạy. Cô mà chửi em hoặc anh em như thế này thì cô ơi, em tát cô vợ lồn cô nha. Nha. Lồi lồn với chị nha. Đừng có hột nha.